Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lập kênh chưa đầy 2 tháng, cặp song sinh thiên thần đã đạt nút bạc. Kể từ khi được dư luận biết đến, cặp song sinh thiên thần tâm chị tâm em cùng gia đình hai bé đã có cuộc sống tốt hơn. Nhất là từ lúc ba mẹ các bé lập kênh youtube chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Mẹ cặp Song Sinh Vui Mừng cho biết kênh đã đạt 100.000 người theo dõi. Mới đây, mẹ của cặp song sinh thiên thần Vui Mừng cho biết chỉ sau chưa đầy 2 tháng kênh YouTube đã đạt 100.000 người đăng ký. Đồng thời, anh Phú chủ kênh độc lạ Bình Dương, người đầu tiên góp phần lan tỏa thông tin về hai bé cũng phấn khởi chia sẻ trên trang cá nhân. Với 100.000 khán giả ghé thăm, kênh của cặp song sinh thiên thần đã đạt nút bạc vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 3 tháng 1. Nhanh thật, chưa đầy 2 tháng lập kênh đã rinh nút bạc. Chúc mừng hai con. Hai bé rất vui khi được ba cho đi chơi. Anh Phú là người đã giúp hai bé được nhiều người biết đến. Theo đó, kể từ khi xây dựng kênh YouTube, ba mẹ cặp song sinh thiên thần là anh Mây, chị Rồng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của hai chị em, tâm chị, tâm em nói riêng và hình ảnh cả gia đình đoàn tụ nói chung. Dù không quay dựng quá chuyên nghiệp, nhưng chính sự mộc mạc, chân thật cùng vẻ đáng yêu của những đứa trẻ đã khiến người xem thích thú hưởng ứng. Những hình ảnh đời thường cho thấy cặp song sinh đi đến đâu cũng được yêu mến. Gần đây nhất, trong ngày đầu năm 2023, chị em tâm tâm cùng ba của mình đã gửi lời chúc đến tất cả mọi người gia đình tâm tâm xin kính chào cô chú chúc ông bà cô chú một năm mới nhiều sức khỏe làm ăn phát tài sau đó hai chị em đã được ba đưa đi chơi công viên gặp ai tâm chị tâm em cũng chào hỏi rất quen ngoãn lễ phép hai chị em gửi lời chúc năm mới đến các cô các bác vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ khiến ai cũng tan chảy trước đó chia sẻ trên kênh anh mây tâm sự hai vợ chồng anh làm công nhân ở bình dương thu nhập không quá cao nhưng vẫn cố gắng là cho các con đủ đầy nhờ anh phú hỗ trợ anh mây chị rồng đã lập kênh youtube và chỉ sau một thời gian ngắn đã thu hút rất nhiều người theo dõi điều này cho thấy cặp chị em thiên thần này có sức hút như thế nào hai chị em có vẻ ngoài như những thiên thần nhí tuy nhiên quá trình làm một clip cũng không hề đơn giản bởi các bé rất hiếu động chị rồng kể nếu các con phát hiện ra ba mẹ đang quay sẽ chạy lại giành giật điện thoại để nghịch hơn cả chúng lớn và biết nên không thích được quay đâu. Vì vậy, vợ chồng tôi toàn tranh thủ lúc con ngủ dậy để quay lại khảnh khắc tự nhiên thôi. Mới tiếp xúc với việc làm Youtube nên vợ chồng anh May bày tỏ vẫn đang cố gắng trau dồi để làm ra những clip hấp dẫn hơn anh trai của hai cô bé cũng có da trắng tóc bạch kim ngoài tâm chị tâm em hai vợ chồng còn có một người con trai lớn đang ở quê với bà tên long đáng nói bé trai cũng có ngoại hình đặc biệt như hai em gái của mình cả ba anh em đều sở hữu nước da trắng hồng tóc bạch kim nhưng thị lực kém do mắc bệnh bạch tạng hình ảnh ba đứa trẻ sau khi được chia sẻ đã nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người thậm chí họ còn gọi đây chính xác là gia đình thiên thần anh em rất yêu thương nhau. Nhờ sự yêu thương của mọi người, cuộc sống của gia đình anh chị Rồng Mây đã tốt đẹp hơn. Bạn có cảm xúc như thế nào về vẻ đáng yêu của những em bé này? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.